Xin chào anh chị. Ngày hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một trong những chiếc xe tại cửa hàng em siêu chất. Em xin tự giới thiệu qua một chút, em là Cảnh, chuyên mua bán những dòng xe đã qua sử dụng, những dòng xe lướt đời cao bán chạy trên thị trường. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với anh chị những chiếc xe đang có và bày bán tại cửa hàng, những dòng xe hiện tại bên em đang có và những sản phẩm chủ đạo tại cửa hàng em. Trước mặt anh chị đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản máy 1.4 số sàn đời 2019, màu đen, nội thất kem cực đẹp anh chị nhá. Một trong những cái tông màu mà nhìn trông cực kỳ là men và cực kỳ là chất. Thì chiếc xe này thì cửa hàng em đang giao bán với giá là 485 triệu đồng cho một chiếc xe Hyundai Accent phiên bản máy 1.4 số sàn đời 2018. Nếu anh chị nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ đến số hotline của cửa hàng em. Thì em sẽ tư vấn cũng như là em sẽ gửi anh chị cái giá hợp lý và chuẩn nhất. Accent thì anh chị có thể mua về chạy dịch vụ hoặc là chạy kinh doanh. Thì em nghĩ là một trong những chiếc xe khá là phù hợp vì kiểu dáng của nó nhìn trông cực kỳ là bắt mắt, cũng như là nó cực kỳ mềm mại. Đấy. Bên cạnh chiếc Accent là chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium sản xuất 2016, xe tên tư nhân biển thành phố anh chị nhé. Đây là một trong những phiên bản đầu tiên của 2.0 Premium, màu xanh thiên thanh, nội thất đen. Mazda 6 thì nổi tiếng rồi, kiểu dáng trẻ trung và option cực kỳ là tinh tế và nhỏ gọn nhá anh chị nhá. Và chiếc xe này thì cửa hàng em đang giao bán hơn 700 triệu thôi mình có thể sở hữu được một chiếc xe Mazda 6 rồi, một trong những chiếc xe mà đáng để lựa chọn. Tầm tiền dưới 700 sở hữu được một trong những chiếc xe phân khúc hạng D cực kỳ hợp lý nhá. Hơn 700 thì mình có thể mua được một chiếc xe phân khúc hạng C đăng ký mới, nhưng tại sao mình không lựa chọn một chiếc xe phân khúc hạng D, xe lướt Kia Optima phiên bản 2.0 sản xuất 2016, xe tên tư nhân biển Hà Nội, xe tên công ty anh chị nhá. Xe này là xe tên công ty, em xin lỗi báo nhầm là tên công ty biển Hà Nội rồi. Xe này thì bên em có đầy đủ hồ sơ pháp lý để mình có thể sang tên được cá nhân bình thường. Đấy, chiếc xe này thì em đang bán hơn dưới 700 triệu, dưới 700 triệu nha anh chị nhá. Chiếc xe của Hàn Quốc, kiểu dáng cực kỳ là thể thao, đầy sang trọng và tinh tế và cực kỳ nhiều option. Anh chị nào mà đang lựa chọn một chiếc xe mà trong khu vực D thì em nghĩ đây một trong những lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Chiếc xe cực kỳ đẹp, bên em cam kết là gì, không có đâm đụng, không có ngập nước, không có tua km. Những cái vấn đề mà anh chị đang còn lăn tăn, anh chị có thể mang ra ngoài hãng để kiểm tra. Bất kỳ anh chị muốn kiểm tra ở đâu có thể liên hệ qua bên em, thì bên em sẽ đánh xe đi cùng anh chị để kiểm tra. Một chiếc xe mà mang dáng vóc của doanh nhân, rất phù hợp cho những chiếc xe, rất phù hợp cho những công ty đang muốn lựa chọn để đi gặp đối tác bạn hàng. Thì em nghĩ là Toyota Camry phiên bản 2.5Q sản xuất 2017 cực kỳ phù hợp. Và giá thành bên em đang rào bán chiếc xe này là hơn 900 triệu cho một chiếc xe Camry 2.5Q sản xuất 2017, màu đen, nội thất đen. Chiếc xe này thì của em là biển tỉnh, em đã rút hồ sơ rồi, trực tiếp anh chị có thể đăng ký biển Hà Nội hoặc là các biển tỉnh ở lân cận Hà Nội được. Bên em có hỗ trợ vận chuyển này, rút hồ sơ này, bao sang tên, cũng như là có hỗ trợ vay vốn trả góp ngân hàng lên tới 75% giá trị xe trong 6 năm. Nếu anh chị nào mà đang tìm kiếm một chiếc xe Camry thì hãy nhấc máy và gọi điện cho số hotline của bên em. Thì em sẽ tư vấn cũng như gửi anh chị hình ảnh chi tiết về xe, cũng như là gửi anh chị hồ sơ để anh chị kiểm tra trước. Bên cạnh em đây là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 sản xuất 2018, xe biển tỉnh, xe tên tư nhân anh chị nhé. Chiếc xe này thì cửa hàng em đang giao bán với giá là hơn 800 triệu. Mình có thể sở hữu được một chiếc xe sản xuất 2018 rồi. Đây là bản tiêu chuẩn, màu đỏ mận, nội thất kem. Thì bây giờ em xin mời anh chị xem qua về hình thức xe, cũng như là về phần option xem, để xem cái chất lượng xe bên em làm có được đẹp và hoàn chỉnh hay không. Trước mắt thì anh chị có thể thấy này, cụm đèn pha này còn đang rất đẹp và sáng bóc nhá, chưa có dấu hiệu của việc chảy xước, cũng như là những cái mép cả từ phần đầu xe này và mép tai này, cái lượng sơn này cũng đang rất đều nhau nhá.
Và đây anh chị chú ý này, qua quá trình sử dụng gần 2 năm rồi, la răng này chưa có một vết xước nào, cũng như là tan lông rốp này còn đang còn nguyên luôn, rất dày, rất đẹp. Đây một chiếc xe em muốn giới thiệu anh chị, sản phẩm chiến lược bên nhà em, Mazda CX-5 phiên bản 2.0, sản xuất 2019, xe biển tỉnh màu xanh cam bonsai. Đây là một trong những cái màu mà cực kỳ sang trọng nhá. Màu này ra ngoài trời thì nhìn trông cực kỳ bắt mắt nhá. Và chiếc xe này thì cửa hàng em đang giao bán hơn 850 một chút, thì có thể là em sẽ gửi anh chị một clip quay chi tiết về cái sản phẩm này để anh chị xem, anh chị kiểm tra qua. Bên em thì có đầy đủ các màu để anh chị có thể lựa chọn. Ví dụ như màu đỏ thế hệ mới cũng có, mà thế hệ 6.0 hoặc 6.5 bên em đều có những sản phẩm để anh chị cân đối. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu thêm một chiếc xe cũng là CX-5, nhưng mà đây là màu đỏ mận, đỏ đun. Phiên bản này là phiên bản 2.5, sản xuất 2018, xe tên tư nhân biển tỉnh, xe lăn bánh được hơn 2 vạn. Xe này thì bên em cũng rút hồ sơ rồi. Nhà em thì sản phẩm CX-5 là trong những sản phẩm chủ đạo chiến lược bên nhà em, thì bên em đầy đủ các bản, các đời, các màu, màu trắng, màu xanh đen, màu đỏ, bên em đều có nha anh chị nhé. Thế nên là nếu anh chị đang cần tìm một chiếc xe của Mazda thì hãy liên hệ với số hotline của em, thì anh chị cần màu gì bên em sẽ cung cấp cho anh chị những chiếc xe bên em hiện tại đang có để anh chị cân đối và tham khảo. Chiếc xe này thì bên em đang giao bán hơn 850, mình có thể sở hữu được một chiếc xe 2.5 sản xuất 2018 rồi. Đây tiếp theo thì chiếc Mazda 3 phiên bản máy 1.5 sản xuất 2018, xe tên tư nhân biển tỉnh. Xe này thì bên em chạy được dưới 2 vạn, màu xanh thiên thanh. Đây một trong những cái màu mới, bây giờ em giới thiệu với anh chị qua để anh chị xem cái sự so sánh giữa hai màu xe của Mazda nhá. Bên cạnh đây là chiếc Mazda 3 màu xanh thiên thanh, cùng là màu xanh thiên thanh cả, nhưng cái màu của năm 2016 nó khác hoàn toàn so với 2018. Anh chị có thể so sánh ạ, 2018 màu đẹp không ạ? Được trong những bản cải cách khác lạ hoàn toàn so với phiên bản cũ. Đây là bản 2016. Chiếc xe này thì may mắn bên em thì cũng có khách qua và xem và đã chốt rồi ạ. Bên em thì còn một chiếc xe 2018. Thì nếu anh chị nào đang cần tìm một chiếc xe 2018 thì đừng quên, bên em đang có một chiếc xe cực kỳ chất và đẹp. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu qua những chính sách cũng như các chế độ bảo hành của bên em hiện tại đang có. Bên em thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 75% giá trị xe trong 6 năm, cũng như là bên em có bao check bao test thoải mái. Anh chị muốn đi kiểm tra bất kỳ đâu đều được anh chị nhé. Bên em sẽ đánh xe đi cùng anh chị để kiểm tra. Và chắc chắn rồi, bên em có chế độ bảo hành cực kỳ tốt, bảo hành 6 tháng và 5.000 km về động cơ, hộp số và điện tổng. Kết thúc video thì em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Nếu anh chị nào đang quan tâm đến những sản phẩm em đã vừa giới thiệu thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho số hotline của bên em để em có thể tư vấn, chăm sóc anh chị và đem lại những cái sản phẩm chất lượng tốt nhất gửi tới anh chị. Em xin cảm ơn.